Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của tôi, họa sĩ Dương Gia Tiêm. Và hôm nay tôi sẽ với cái bức tranh mới, đằng sau tôi đây. My name is Dương Artist. And today I am going to paint the painting behind me. You guys can see what's going on today. I am going to paint the animals. Because I had a great inspiration from animal from my hometown và tôi có một nguồn cảm hứng vô tận từ cái nguồn văn hóa từ cái các con vật ở quê tôi. So I am going to paint the animals and let's begin. Tôi sẽ vẽ cái con bò. Hôm nay vẽ con bò. Bò bọc. Bức này có vẻ hơi ngắn vì tôi định vẽ cái cô gái cái áo dài nhưng mà có vẻ hơi ngắn. Rồi thì vẽ con bò thôi. Rồi con bò nó sẽ bố cục ở trong cái bức tranh này đó các bạn ạ. Thôi sao dùng gì nó ra ngày trước. Nhiều bạn hỏi tôi qua Mỹ thì có nhớ nhà không? Thì tất nhiên câu câu trả lời là ai đi xa nhà mà chả nhớ nhà. Nhưng mà vì cái cuộc sống vì cuộc sống của mình và vì cái tương lai của mình qua Mỹ để mình phát triển sự nghiệp nên là mình phải cố gắng thôi. Đó. Nhiều bạn hỏi tôi rằng sau này có ở Mỹ không thì tôi cũng không biết được. Tương lai sẽ trả lời. Đó. Bởi vì ở hay không thì cũng không phải do mình quyết định được. Bởi vì còn phụ thuộc vào rất là nhiều vấn đề nữa. Không chỉ có là mình thích là được. Đó. Bởi vì nước Mỹ nó có khá nhiều là luật lệ và ở lại hay không thì cũng không thể quyết định được trừ phi là mình một là mình lấy vợ ở Mỹ, hai là mình có người giúp mình để mình làm cái hồ sơ để mình ở lại đó vậy thôi. Còn mình qua Mỹ được 6 năm rồi. 6 năm cái cuộc sống Mỹ thì nó cũng khá là khác với cái cuộc sống của Việt Nam. Cuộc sống Mỹ là phải làm việc kiếm tiền, đi làm để trang trải học phí. Bởi vì cái học phí này rất đắt nên là phải làm rất là nhiều việc trang trải. Và cái cuộc sống của Mỹ nó cũng khá cao nên không thể không làm việc được. Tôi cũng bán tranh bởi vì vừa bán được một bức 4.000 nên là cũng cảm thấy rất là vui vì mình đã bán được tranh. Trên con bò bán tranh ở Mỹ cũng không phải là dễ, cũng mất khá nhiều năm. Đây, trên con bò đây và cũng quảng cáo lên mạng
Đó, quảng cáo lên mạng xã hội. Quảng cáo lên mạng xã hội này. Rồi còn rất nhiều thứ nữa. Để mình phát triển sự nghiệp. Đây là cái phần đầu tiên của cái con bò bự của mình đây, rất là bự nha, bò này khá là bự rồi. Và người Mỹ thì họ rất là thích con bò này, con chuồn chuồn, con cào cào. Và đây sẽ là một con gì vào tuổi thơ nó gắn liền với mình. Nó sẽ ở trên cái lưng con bò này đó, cái gì tuổi thơ của mình nó gắn bó với mình thì mình vẽ ra thôi, chứ mình không có làm cái gì nó cầu kỳ hết. Nó bán được tranh thì mình phải có bản chất nghệ thuật, phải phải làm nó bằng cái sự đam mê nghệ thuật. Và cái ý nghệ thuật của mình nó rất là hay đó, bởi vì nó gắn liền với cái văn hóa của mình, và mình blend cái văn hóa của mình với lại cái văn hóa của Mỹ nên là nó rất là tuyệt vời, rất là đặc trưng mà không ai có thể có được. Nó làm những cái gì đó của riêng mình thôi, và theo đuổi đam mê của mình, theo đuổi nghề nghiệp của mình thì mình sẽ bán được tranh. Còn bán được hay không thì nó là cả một nghệ thuật, chứ mình nhưng mình cứ làm thật nhiều, làm bằng cả đam mê thì sẽ có người mua thôi. Chứ đó, con bò đó các bạn, đó cái mắt nó đó, đây cái tai này, còn cái con gì nó gắn liền với tuổi thơ của mình ấy, đó là cái con chuồn chuồn. Cái chuồn nó đây, đậu đậu trên tai, nó sẽ đậu ở trên tai của con cào cào này, đó, cánh của nó này, người nó đây nha. Về con chuồn chuồn, sẽ đậu ở trên trên tai của cái con, đậu trên tai của cái con, trên tai của cái con cào cào hay là con bò này. Đó. Có cánh thì bay, có thằng cu tí thò tay bắt mày. Chuồn chuồn có cánh thì bay các bạn, từ trên cánh dưới nha. Đó là cái con chè, cái mắt con cào cào đó, cái đuôi này. Chuồn chuồn có cánh thì bay, có thằng cu tí thò tay bắt mày. Đó, rất tuyệt vời. Câu châm ngôn này chúng ta không thể nào quên được cái tuổi thơ được đó. Và đây đây là this wings, wings this cow, this dragonfly, and this chihuahua is
twice because I had the inspiration from my hometown.